giải quyết tại nơi đây. Hoa cẳng có thiếu ngư xưa chả, bồ thí trì trái nghiệp sẽ tan đó. Mình bố thí, mình trì giới, nó sẽ tan nghiệp. Nhưng mà mình tiếc nó, thương tiếc cũng là vậy thế thôi. Vì trên nghiệp lực sắp cho rồi. Quan âm trước, quan âm, quan âm mẫu chính thân, chính thân như quan âm mà. Mà không biết ma quỷ nó khiến sao là cái tay con tự động cắt vô cái dao như một cái rạo vậy. Con biết là con bị phá, là con bị mẹ buông ra liền, thì con lên con đốt nha mẹ, con ăn mà con thấy rượu quá lao mẹ con rớt ra một cái miệng với tọa xe. Mình sẽ cất cái đó, là cũng là cái nó ma quỷ không phải, cái đó là bên ma lực á. Yeah. Mà Đức Thầy có nói đạo gần đất ma dương theo phái dùng thần thông nghị lực dịch tăng. Yeah. Khi mà con này em niệm quan âm mà chưa có năng lượng điển quang á, giống như niệm mẫu á, thì nó không có cái lực mình dễ điều lắm. Không có điển thì khác, cái thời gian thì nó bình dân. Yeah. Còn mà em niệm có điển rồi đó, thì trước khi em được một cái điều may đẻ lành, em sẽ trải qua một cái khó, trải qua cái khó đừng có nói tới, thì cái khi đó em bình tâm thì mẹ sẽ ban lại. Tự hôm nay là chị nó có được, nhưng hôm nay đó chị bình tâm lắm. Có mấy người tấp niệm biết mà nói tại sao à, không tại sao à, bả cắt tùm lum, bả nuôi tào lao tào tạo mấy bà phần á, em biết không, tu mà nhất là ăn chay ăn tương nặng hơn ăn mặn nữa. Mình tu là bị ông đến thì quỷ ma phá rối nhà chay. Khi nào em nghe nói quỷ phá nhà mặn không, quỷ phá nhà chay, ăn vô là bệnh đó. Thành ra em nằm bên bà chú xứ. Dạ. bên năm mẹ bên bà chú xứ, cái gì con cầu bà chú xứ cũng linh dữ lắm luôn. Không phải quan âm độ, nhưng mà em cứ căn nằm bên bà chú xứ. Dạ. Chị gặp là chị biết rồi. Dạ. Thành ra quỷ thì phá nhà chay, trước khi mà nó đến một cái chuyện mà ban cho mình điều cái đó đường của nó quỷ, mà quan âm thử mình. Dạ. Quan âm thử mình một. Dạ. Cái chuyện khó. Còn có người nói quỷ không, không đúng. Thử mà chuyện vừa vừa là quỷ à. Còn cái chuyện mà cực kỳ khó là quan âm đang thử mình. Mà mình tin tâm. Dạ. Quan âm chỉ mình coi cái lực của mình có đầy đủ không. Chứ em nói quỷ mà không có, chị đính chính lại cho. Cái lực của quan âm đưa vô, rồi coi em có một cái phản, tức là phản diện, cái lực của mình phản diện có đúng không? Mà con có một cái này, chuyện gì đấy, cái hôm nay là có người nói trong đầu, không biết. Yeah. Là mẹ quan âm cho biết. Cái này là mẹ quan âm là một, mà tại vì em chưa có khai ba la mật em không biết, nó là cái trí bát nhã của mình đó. Yeah. Là nó biết hết, nhưng tại sao Đức Phật lại biết cái này biết nọ, vì Đức Phật tu có tha tâm thông, mà mình chưa có tha tâm thông, mình chưa có tha lực mà mình có tâm thông. Đức Phật có thần thúc thông, mình chưa có được cái thần giao cảm, mình giống như cái thức thứ sáu thì mình gọi là thần tha tâm thông, còn mình là mới có thần thông, cái thần mình hiểu được là thông. Còn mình nghe được cái nói như em nói thì ở Đức Phật gọi là thiên nhĩ thông, mình chưa được, mình mới có nhĩ thông là nghe, khẩu thông, tỷ ý điều thông, đó là mình tu mới đạt vào một cái là sơ cấp thôi. Tức là em được như vậy nó cũng là ana hàm. Con á thì nói chung á là nó tiến tu thì không có dám nói, nhưng mà từ nhỏ đến ông bà lại không cho làm chuyện ác, mà đến lúc á là con hồi nào giờ cứu mấy mạng người cũng như người ta bệnh, người ta nằm sắp chết vậy đó, kêu đem vô bệnh viện mình cứu, mình giúp người ta coi như là cứu được mấy mạng người luôn. Trong đây nó là một gốc cỏ, ông cây thầy gốc cây và bóng. Trong mà, chị nói hoài trong lưu tích mấy em không nghe. Yeah. Trong hai kỳ hội bốn ức linh căn đặt rồi, mấy em là gọi linh nguyên. Yeah. Giống nhỏ này cũng là linh nguyên đó, mà nếu nó ra nguyên căn nó nam á. À, mà nó ra lùng lùng căn đó thì nó có hai căn, nó ra bình thường nó nữ. Mà ra nguyên căn mà nó xuống nguyên thần á là nam. Mà ví dụ con nhìn cái người đó là một chút là con biết người đó tu
tốt hay là xấu đi? Không, cái đó là em có nhãn thông. Trong mình tu huệ nó có 3 điểm, mỗi một người có 9 luồng quang đạo thôi. Nửa nam có 7, mình có 9. Thay vì mới ban đầu em địa sanh quang, em mở 3 cái cõi âm. Cõi âm là em thấy nằm bao, thấy người âm nè, thấy người chết nè, thấy việc gì cái xác lại em may sao nó có. Tức là em mở cái đưa cái địa sanh quang. Không, cái đó là địa sanh quang, cái phần thấp. Còn ở trung bình đó là em không có, em tu là trí tuệ giống như người tu mà ta là giáo sư rồi bác sĩ hay là kỹ sư hay là những luật sư rồi đó, là nó có nhân sanh quan do cái tâm thức nó có. Thì bây giờ nó trở lại nó tổ ngộ, gần như mấy đứa nhỏ mà trong tivi em thấy đó, nó mới có mấy tuổi nó biết tới cờ thế giới nữa, là do cái tiền thống thức nó có. Con có nuôi một con chó. Cái lúc đột quỵ nó cứu con. Nó cứu mà lúc đó mình đột quỵ là mình đâu có biết, khi mình tỉnh dậy nó còn liếm đây. Nó liếm đây một hồi là không còn bệnh gì hết luôn. Có hai điểm mà A Di Đà là chuyển luân Di Lai, mặc nhiễu đỏ thấy áo vàng là ông Phật Tổ Thích Ca. Như Lai thì đều là Như Lai hết, Di Đà cũng Như Lai mà Thích Ca cũng Như Lai. Ông cười cũng như rền trời hết trơn, nhưng mà là thấy bức tượng nghe, chứ không phải là ông mở miệng nói. Cái ông hỏi con gì chứ, con nói ý ông Phật kia sao mà vui quá cười dữ vậy. Ông nói con vui hả, con vui là được. Là giống như là người ta nói đó, con chó nó sinh đó, ở lại với con. Bây giờ còn không, nó còn không. Mà bây giờ đó, là giết đích nó nổi hai cục, cũng như là cục trĩ á. Con không có đem đi bác sĩ, tại vì đem vô sợ nó cắt lại nó chết. Thì con ráng con nuôi nó mà nó khôn dữ lắm, nó như là con người. Nó không thể nói nó là con chó luôn á. Không phải, con chó là cái người đầu thai lại mình nuôi biết á. Tôi trước tôi cũng có nuôi một con mà nó đi ngang của con chó của người ta mà xe cán nó đổ cái ruột ra. Cái tôi về tôi lấy chỉ tôi mai lại, tôi xức thuốc tê tôi mai lại cho nó, tôi nhét ruột vô rồi cho nó uống trụ sinh đỡ nó hết. Mà nó khôn không thể nói, nó đúng hơn là giống một người ta vậy đó. 15 năm là khi mà tôi cúng thì nó lại tụng kinh, nó lại ngồi kế một bên. Tới cái bữa tôi tụng kinh nó ngồi bên nó chảy nước mắt là tôi biết nó chết rồi. Con vật mà nó chảy nước mắt là chết rồi. Nhưng mà chừng nào nó chảy nước mắt là hết nghiệp. Nó chảy nước mắt chết. Tôi nuôi mấy con nó khôn mà nó chảy nước mắt là nó chết. Tôi theo tôi nhắm mắt tôi thấy nó cũng yếu lắm rồi, nó lụm cụm chứ, thứ hai nó cũng mang bệnh rồi. Đúng rồi. Và nếu bà không cầu thì tôi dám bảo đảm bà tháng 7 nó ra đi. Chắc lượng luôn. Thì để cho nó ra đi để nó tiến lên làm con người. Khi đó mình gặp lại biết đâu là nhân duyên. Mà nói không đi là con không có
thì kệ đi, sanh duyên tử nghiệp à, con người à, mình phải biết, mình phải biết vô nghiệp mà nó sanh, vô nghiệp mà nó diệt. Giống như bà sư cô nãy bà tu bà ống queo á, bà không hiểu cái điều đó. Con người muốn tu đắc đạo phải hiểu duyên nó đến bao giờ và diệt duyên bao giờ, mình không có nắm níu. Ai cũng vậy chứ, cũng có một lần sống và lần chết. Chết mà được hơi thả thì an lòng về cội tịnh. Còn cái tâm linh cũng vậy, mình muốn cái tâm linh mình có mà muốn cao, mình không có trọng vào một chú điểm là tôi là bà gì hết á hay ông gì hết á, mà tôi làm được cái việc gì cần làm thì làm. Hôm nay mình làm tốt một việc, mai làm tốt một việc, cộng hết 10 việc mình đi cao thôi. Còn mình làm việc ít tốt thì nó đi thấp thôi. Thành ra nó cũng yếu rồi, thôi cho tháng 7 nó đi đi, cho ổng đi đi. Tôi chỉ cho bà cái ổng đi nhà xìu luôn, ổng nằm bà cũng khóc luôn. Bà không buông đi à, nghĩa là nở cho bà bài thơ nè. Xuống một kiếp này nợ trả giấy, thôi thì giải quyết tại nơi đây. Quà cắn có thiếu người xưa trả, bồ thí trì trái nghiệp sẽ tan đó. Mình bố thí mình trì giới nó sẽ tan nghiệp, nhưng mà mình tiếc nó, thương tiếc cũng là vậy thế thôi. Vì trên nghiệp lực sắp cho rồi, có đi có ở là như thế thôi, thì cố gắng hỡi cô ơi. Tức là buông bỏ hết thời gian cho ông đi về cõi an tịnh để ông đầu thai. Sao nó là ông lên 3 tuổi gặp lại bà. Người ta nói là nữa, anh đi cũng trả ơn cho con mình lắm. Nói chung là mình thấy cái tình thương giống như một đứa con vậy đó. Cái gì ở lâu ngày thì có tình thương, lòng từ bi sánh thề ngọc ngà, trong các báo có bị tổn thiệt. Uống sạch sẽ giống như là một đứa vậy đó, làm sao đó. Đó là lòng từ bi vì cái cao trào vậy đi. Em muốn nói gì không? Nói một bài rồi nói một lời coi. Dạ. Con đến gặp cô để con hỏi cô là con đang căng gì á? Dạ. Căng của ai á? Con á là ở trên á, là con biết không, ở trên làm dấu á. Dạ. Cái nút ruồi này con cô đâu có trắng đâu. Dạ. Cái từ cái dấu thật thật. Đây tối cô đã nằm bao thấy một vị, mà một vị này cô thấy thì cũng nhỏ người cao cao, thấy em hơi lớn người. Tối cô lại là nằm mới nha, mà cô ngủ cũng không được phia, thấy lại có hai vị, mà có một cái vị bằng một đồ nhàn vàng giống như một ông sư mà không phải. Rồi hai người đều nam không à, còn một vị thì cũng là bận bộ đồ đen mà giống như ở người Nhật hồi xưa, mà Đức Giáo Hoàng mà ta bận phát một cái áo đen dài dài, mà trong cô coi trong Biêu Tín cô gặp lâu lắm rồi, là gặp vậy đó. Một vị nghi chứ có Giáo Hoàng mà sao vị đó lại có cái nút ruồi, mà chỉ thấy là cô không có thấy trên này mà cô thấy ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè, dưới càng này nè. Cái lại coi hỏi coi cô coi tôi coi càng gì, cái tôi nói á, cái nút ruồi này nút ruồi ăn nói. Cái dĩ nói vậy nè, nói tôi hồi xưa có làm một cái thời vô Việt Nam, tôi có làm Đức Giáo Hoàng, tức là làm minh đạo của người Nhật á. Người Nhật là ông Cường Đệ là đạo cao đại. Ông nói vậy đó, ông nói trở lại thì có dưới có một cái người đó bận cái áo vàng giống như một ông sư, mà áo vàng tư á, chứ sư bên Bắc Tông hay sư Nam Tông, mà ốm trắng. Thì ông đến tôi nói trời, sao mà hai vị đi khác nhau, vị bằng đồ đen giống như người Nhật Nhật, còn ông vị mà một ông sư mà bằng đồ vàng. Ông nói tôi là cháu người Việt Nam đi theo cả cậu. Ông nói cháu bên mẹ cậu, mà có em có họ Lê hay họ Đặng gì không? Dạ không, họ Nguyễn. Có ông nào mà họ bên mẹ bên ngoại có họ Lê ở Đặng? Ngoại thì họ Mai. Không biết có một vị nào đó nói với vị đó xưng là họ Lê à, một cái ông sư hồi bằng áo vàng vàng ông xưng ông họ Lê. Ông nói là bên ngày nay có con cháu ông tới, mà ông nói ông là họ Lê thì mình không biết, mình nằm mơ mà.
Tôi hỏi thì có một cái ông mà đương như Đức Giáo Hoàng thì ông không có, ông nói ông hỏi gì hết à. Ông nói hồi xưa tôi ở bên Nhật có một kiếp tôi làm Đức Giáo Hoàng. Bây giờ tôi đến để giếng cô tôi trình mẹ mẫu. Cái tôi nói ủa ông Đức Giáo Hoàng sao ông trình mẫu? Ông nói Đức Giáo Hoàng là bên Cao Đài. Ông nói vậy đó. Thì tôi biết vậy thôi, tôi nằm mơ thấy vậy thôi. À, mà thấy hai bên này thì thấy ông sư bận đồ vàng bà này bên đó tâm linh đúng không? Thì thấy ông, hai quý vị có đông mà ngồi đây. Mấy ngày nay con nói với cụ Quyền con á, con có nói lên là mà em hỏi gì? Dạ con hỏi Phan. Có bên ngoại có người nào họ Lê không? Không. Họ Châu, họ không, ông này ông nói ông là ông sư, ông bận áo vàng, ông nói ông họ Lê. Ông bữa nay con chào ông lên. Như vậy thì đây tới chiều coi còn người họ Lê. Còn ai không? Còn nói là con cầu mấy ngày nay con nói là nè, bây giờ thấy một ông sư bằng áo vàng, thấy rùa đen đi chăng nè. Nó lại giống nhau, nó giống nhau một cái tư cách là em lại có cái một người này mà hỏi có xăm không mà tự nhiên thấy cái một người ngay đây nè. Tôi nói một người ăn nói. Đi nhỏ giờ. Thì nó là hồi xưa có kiếp làm giáo hoàng. Tôi hỏi Đức Giáo Hoàng là gì, nó người của người Nhật hồi xưa. Rồi tôi nói ổng nói người Nhật là, tôi nói sao lại mẫu. Ổng nói bên người Nhật là đạo Cao Đài, là đạo mẫu đó. Thì tôi biết vậy thôi chứ tôi cũng không hiểu. Mà tối nằm bao, bây giờ lại hai vị. Bà này bà nói cái căn linh của bà là làm bệnh cuối đời. Tối nằm thấy một cái giấc mơ như thế này nè. Bà già đó là nhìn thấy một cái con nguyên một cái sảnh. Đốt nhang đó để chuẩn bị múa ông địa ông nhập vô để múa hát vậy. Ông em có duyên bên mẫu á, là chắc là có duyên mẫu thì bởi vì hai người mặc đồ đen lại chăng rồi còn có cái người đồ vàng mà em lại nổi cái một gùi đây mà tôi thấy là một gùi đây và em hỏi cái một gùi đó là gì, nó một gùi này là một gùi ăn nói, một gùi để mà giao thông để sao giúp đời chợ đạo ra làm căn người ăn nói vậy đó. Nó ăn nói tôi thấy vậy đó mà chắc là rồi cái mà em mới nói cô biết không, tôi hồi xưa có một kiếp tôi làm giáo Đức Giáo Hoàng ở bên Nhật á. Tôi hỏi Đức Giáo Hoàng là gì, ông nói thôi để tôi thắp hương tôi lại mẫu. Thì ông lại thắp hương tôi nói ủa sao ông thầy mà ông lại mẫu nữa. Ông nói không, Nhật là bên Cao Đài là lại mẫu đó, Nhật là bên Cao Đài là mẫu đó. Đó là nằm bao mà không biết có phải gì không chứ tôi cũng không biết gạch. Thành ra em thì thấy thắp nhang mà lễ vậy đó. Nhờ ông địa thì cũng là chắc có nhiều cái phần cũng vô à, cũng vô em á, có nhiều phần. Bây giờ kiếp xưa thì mình cũng từng là một ông tài dạy đạo. Nếu tôi thấy là nó hồi xưa, còn bây giờ trở lại thì bây giờ hồi xưa thì tôi thấy có cái nút ruồi đây, mà giờ cái nút ruồi đây ta cũng chậm để mình để ta thiên kiệt địa nhân đó. Thành ra các vị cũng về thấy em là ba phần, cũng có thể phần ông địa, cũng có phần của bên tứ phủ, một phần tướng như cao, và cái phần là bên hầu mẫu thì có ba phần. Mà em có ra căn có chầu lần nào chứ, có múa lần nào chứ, cũng đang biết, nói chung là thấy cũng bị thử thách nhiều. Không là biết cái chuyện làm ăn em nên chầu để mà các vị ra là em mà ăn trở lại được, tại là em bế tắc 3 năm rồi. Nhiều cái việc đó. Mình thấy là giống như thử thách nhiều quá nên là mình biết được chính xác để mà mình làm cho nó đúng chuyện á. Tại vì cái căn em sắp ra cũng như bây giờ em cưỡng em biết em có cái căn ra có thể là ra làm thầy được đó, ra dìa độ chúng được đó, ra những cái gì đó mà làm thì em cảm thấy ngại không biết mình làm có được không, và cái nguyện vọng của mình không biết có thành công được không, rồi cái lượng lự của em không có kết để mà cũng giống như dọn bơm mâm cơm mà em không biết là mình phải ăn mâm nào cho nó đúng, mâm chay mâm mặn mình ăn mâm nào cho đúng. Chắc hai quý vị là chưa ăn chay đâu phải không? Đây riêng, đi còn riêng chứ không đi chung. Đi còn riêng. Dạ. Đây là cô này không biết. Đây là chay rồi đi. Hai ngày mà. Con em ăn mặn hả chay? Ăn mặn. Thì tôi nói hai người là đều ăn mặn hết được đúng rồi. Dạ. Ở bên thằng tướng không à? Dạ, nếu nó chay là mình cũng ăn vào những cái ngày không phải tôi cũng còn đổ chay kỳ đó em.
bên hàng bên Bồ Tát á, là xuống đây để gọi thời kỳ phổ độ á. Nó có hai điểm trong cái kỳ Long Hoa Tiên Phật Đảo Tà Bà, tất cả các vị trở lại. Bên hàng thánh là ăn mặn, bên hàng tiên là ăn chay. Nó một như vậy thì còn nằm bên thánh triều thì phở đổ mặn. Thành ra đó là bên quý vị á, là ở đây á, là có một cái cơ duyên rất sâu mà mình thấy mình ra là mình không biết như thế nào, em lưỡng lự nên nó cản trở trong công việc làm ăn mình lắm. Em thấy cái gì mà em thấy em muốn ở trên sắp xếp rồi em làm y đi, bảo đảm em là năm nay tới tháng 7 rồi, bữa đầu tháng 7 là em sẽ có hai cơ hội làm ăn lại được. Nó vừa có tiền mà cái cuộc sống như sự mơ ước mình nó có thể thành công trong một cái thời gian mình đi xa đi gần. Ở xa ở gần, em có đi nước ngoài chưa? Dạ chưa. Em có bà con gì đi đâu không? Có đi Thái đi gì không? Dạ chưa. Chứ nói chung là bên gia đình thì cũng không. Cái này đi bằng ăn chứ không phải đi định cư em. Tại vì em sẽ có một cái sự liên hệ làm ăn gì đó với cái người nước ngoài, hay là anh chị em hay bạn bè gì đó, sẽ có một cái phương án làm ăn. Mình không có đủ tiền nhiều mà người ta sẽ cho mình trong cái hợp tác để mình làm ăn, cái tài chính sao mình mới phát triển được. Vì cái bây giờ em đâu có tu hành gì nhiều, nhưng mà cái căn mà chị coi đó, nó nguyên căn là cân tu ra làm thầy chứ không bằng gì được. Giống như là mình bị khảo nhiều quá. Mình khảo mà mình trả nợ, mà mình giúp người ta chưa chắc là người ta mang ơn em luôn đó. Mình giúp rồi coi chừng mình lại là mang lời không tốt nữa chứ. Thành ra đó là cả để cho mình làm gì mình buông hết, mình làm thầy á. Mà em thì em không có cảm giác, là em không cảm nhận là mình không muốn ra căn làm thầy. Nhưng mà em không ra căn thì em không biết, nên mình không muốn. Mình chưa có cảm nhận cái đó, em hiểu không? Mình chưa có cảm nhận là tức làm thầy là dắt chúng từ theo phương tiện, chứ không phải là ông lên bà xuống là làm thầy. Mà làm thầy là em bất cứ làm một công việc gì em có thể làm chủ rồi dạy bảo hay chỉ cho người ta nghe lời. Không, mình nói thì người ta, cái gì mà mình nói cho người ta thấy cũng có lý lắm. Mình nói người ta nghe là mình nói vậy đó. Mình ví dụ như người ta cần mình cái gì, người ta hay đến với mình, xong mình nói người ta làm theo ý mình thì rất là ok. Nhưng khi mình nói mình không có cảm nhận được rằng là đó là vô duyên đó. Cái gì cho người ta? Dạ đó. Thì em đừng có ngại cái đó, là cái đó là cái chương trình. Giống như cô nằm mơ thấy ông thầy cô hỏi thầy, người ta bây giờ ta lợi ta dở căn làm thầy quá nhiều, mà làm thầy sao gì thầy? Thầy nói vậy nè, bà núi cấm biết không, người nào mà nói người ta chịu nghe lời, kêu tu người ta chịu tu theo là làm thầy vậy. Mình khuyên người ta cái gì người ta cũng nghe, cái lời khuyên của mình, người ta gặp mình một lần xong người ta gặp tiếp, người ta để người ta được nghe mình nói. Đó, mình nói đến đó là cái chương trình mình ra cho dắt chúng trong cái ngộ của mình. Tu huệ là ba la mật, là nhận điển, chứ không có ông lên bà xuống. Ông lên bà xuống là cái phần đó nó thấp, như tổ cô hay các cái phần dông thai hay cái người nhỏ. Rồi người ta mượn mình, tức là người ta mượn cái phần đó vô, phải có một cái thức thứ hai. Em là cái thức đầu, phải có thức thứ hai cai quản, đó gọi là người được có người xuất nhập. Còn mình là tổ ngộ cái thức mình vẫn biết, mà tự nhiên mình lại thông minh. Mình đương không mình muốn nói cái mình nói cái gì thao bất tiện. Mình nói có khi mình nói cái người đó mà mình chưa cảm nhận là mình có biết nói đúng không, nói không dốc luôn á, nói thao bất tiện. Đó là cái chương trình có đó gọi là phổ độ, tức là phổ pháp. Mình phán đoán cái gì á, mình phán đoán cái mình nói là chính xác. Đó là cái chương trình của em, là tôi nói cái căn đó. Mà do kiếp tu mình hồi xưa mình cũng đã làm thầy rồi đó, mình làm một vị giáo chủ rồi, mình dẫn chỉ chắc chúng rồi. Bây giờ trở lại mình có một cái năng lực mình đi tới, khi mình mở căn ra là mình tự dạy, không bị sức nhập. Còn nếu mà muốn làm ăn lại thì mình có, khi nào mình nguyện mình sẽ có ngôi đền nhỏ nhỏ. Ngôi đền đó thì mình xây thờ rồi làm lễ, giống như là ở ngoài Bắc thì hậu đồng, mình không phải vậy. Mình cúng để mình cầu gì đó tùy duyên. Thì khi mà em lại sắm một cái lễ vậy, bất cứ ở lễ đền nhà hay đền chỗ nào mà em thích, em làm một cái lễ thì bắt đầu về thì cái hướng làm ăn và phương tiện của em nó vượt được. Mình đến cái đền nào mình thích,
hoặc mình không có đền nhà thì cái đền là mình tích, mình sắm lễ, mình cúng, cũng như mình cầu, mình cúng mà tự mình phát ra, giống như mình muốn nói gì mình nói, giống như một em đến chị đi, thế em nói chị ba ơi em đến thăm chị đây, nó cũng vậy. Còn bình thường đó, chị ba em đến thăm chị nè, cũng vậy thôi. Mà mình có một cái lời hát rồi mình để cho nó thoáng trong đầu mình, tự ở trên nó bắt cái nhịp, chí bắt nhã, giống như chị nè, chị là người tu huệ không có lên xuống, giống như chị muốn tặng cho em tên họ gì? Em tên Trúc, em học Nguyễn Thị Thanh Trúc. Đời có liên quan một chút tình, cho nhà họ Nguyễn biết tâm linh. Trúc Thanh đã ngô từ kiếp trước, nay chờ kiếp này cứu chung sinh, diều giặc muôn người đền đạo gia, từ tu giác ngộ dự lòng qua. Xưa tu đắc đạo giờ tái kiếp, giặc giặc muôn người thác khổ a. Vậy đó, mình tu giờ mình trở lại gọi là người nguyên chất, gọi là nhân sinh quan. Khi nhân sinh quan đó không phải là không có bài trên, thì em làm đúng, làm thiện, làm lành thì em tiếp được nhiều luồng điển lắm. Luồng điển của mẹ, của cha, của thầy, của tổ. Cái chỗ nào em tới mà cái người đó phổ chúng thì cái cần cái chuyện gì người ta quan sát cái đó, thì người đó sẽ hiện tới để mình làm sắp xếp. Rồi đi rồi thì người là người, mình là mình, giống như chị ba nè, tác ý nhiều chuyện, có nhiều cái luồng điển. Nhưng không có lên bình thường, nhưng chị muốn tắt ý. Bây giờ nói hết nổi rồi, nói văn thơ nổi, chị nói một ngày 200 bài thơ gì như là không khó đối với chị ba, hiểu không? Nhưng người ta muốn nói gì ra cái bài, người ta muốn cái danh hiệu gì tự người ta xưng à, người ta nói rồi ta rút điểm vậy thôi. Người ta thấy mình, người ta không hiểu mình đang là cái gì. Dạ. Cái đó là mình do tu kiếp trước, em hiểu không? Như chị cái điềm đêm hôm đó, nói từng một có kiếp mình làm nhật, rồi mình tu theo Đức Giáo Hoàng, mình đi đạo cạo đài đó, bên đạo mẫu rồi này kia nọ. Sao thế gì chứ? Nếu có đồng đền mà em chịu chậu hay này kia nọ, có đền cúng rồi đó là làm ăn lên luôn. Rồi làm em làm dở cách mấy cũng là thầy dắt chúng á. Nói ta nghe, nói dở ẹt ta cũng nghe nữa. Tại vì mình đã có từng làm thầy họ. Đó là một cái chương trình rồi, từ cái địa sanh quan, nhân sanh quan và thiên sanh quan. Từ mình có cái mở cái trí bát nhã rồi thì các cái làm được. Tuy nhiên mình làm, mình không phải buộc mà mình làm, mà em còn tính là không là thiên cơ đâu. Cái gì nó đến nó sẽ đến, giống như chị ba nè. Đối thật mà nói, mua nhà mua cửa chị chưa bao giờ tính là tôi có tiền tôi mua cái nhà này hay nhà kia. Chị sợ luôn á, nói mà không ai tin. Mỗi một lần ở trên đổi cơ có mấy đứa nào ở gần thì mới tin. Tao lại tao nói trời, bởi vì chị giờ đâu có thật sự mà nói, thì mà cộng đồng mạng có nghe buồn chị quay nói chê khen người ta sợ. Chị bây giờ mà chị cần nổi là chị không phải là con người đó, chị cần chìm luôn cũng được nữa. Tại vì cái lệnh trên mà không nói là tao nằm một đống mộng hồng gì, nói không ra mà chịu cho nói ba ngày không sao, mà không cho nói là tại chân ngủ việc mấy đứa này là đấm bóp ba người còn chưa chịu nổi luôn đó. Là tại sao? Tại trên bác kêu chị đặt qua lý là quý la, là đến cái thì chót này chị tên Lý, rồi cái cô độ của chị là tên Ngọc Hoa, nên ghép lại hai cái tên là Hoa Lý. Mà chị có cái cơ duyên này nói đạo như thế này hồi năm 16 tuổi đó. Văn thơ hồi trước mà những người biết chị mấy chục năm đó, hồi trước nó hay hơn bây giờ đó. Bây giờ tiếng chị còn trong còn trẻ, còn bây giờ là già rồi lên lưu tích vậy thôi chứ. Chị nhận nhiều luồng điển, nhưng mà chính chị là cái thể của cô Ngọc Hoa từ chị mới có 8 tuổi. Chị chưa biết chữ nào mà chị đã có văn thơ một đống rồi. Đó. Mà văn thơ trên đầu nó ra như một suối nguồn. Bởi vì chị nói bây giờ có cái đặng siêu nhí, phải hồi đó mà có cái này chắc tôi là đậu dữ lắm rồi. Chị không biết chữ mà thơ nó ra như một suối thơ, chứ không phải là một nhóc ở trên đầu mà nó đọc hoài tội như đọc sòm sàm, người ta nói mình điên á. Chị tự đặt bài ca, chị đặt bao nhiêu bài ca chị đặt cũng được, mà chị mà hỏi bài gì tao nói đâu biết. Em cũng vậy, em làm thơ làm văn nhanh lắm,
chỉ cần 1 phút 30 giây có thể viết một cái bài dài mà ai đọc cũng ok hết á, ngộ lắm. Không phải có đó, cái khiếu sẵn đó, không phải cái đó luôn nguồn kiếp tiền kiếp đó ở trên tối mà chị thấy đó. Chị thấy là có một ông sư, ông nói là ông có một cái một rùi này, một rùi ăn nói đó. Thì ông nói ông từng kiếp đã từng ở bên Nhật, ông làm Đức Giáo Hoàng một thời gian. Bây giờ ông trở lại Việt Nam, cái ông kêu chị đốt nhang lại mẫu. Tôi nói ủa, sư mà đi lại mẫu, ông nói tôi là bên đạo Cao Đài, nên mẫu là đạo của tôi. Đó là lại thấy đây là đưa đốt nhang. Còn có bà này thấy vậy chứ bà là ông sư. Ông sư mặc áo vàng mà mớm mớm nhỏ nhỏ trắng trắng, ông nói ông là nhà họ Lê. Bữa nay có con cháu ông tới, chắc bà con chắc cháu trong kiếp ba con vậy đó. Ông chết rồi mà ông linh dữ lắm luôn. Ông nói con cháu ông tới, bà thắp cho nó cây nhang để bà độ nó. Con có nói với ông mấy ngày nay luôn. Thành ra bây giờ hai người không có đi đùng đòn, mừng đến thì người hai người nói lại là mừng tượng trong cái điểm chim bao, mà nhất là ấn tượng nhất là em. Tại sao biết em là có nguồn thơ và sau này dắt chúng gọi là chương trình phổ chúng là em là tiền kiếp tu rồi, đã là làm thầy làm giáo trợ làm thầy rồi, cái kiếp này trở lại yêu cầu nhớ là nó mở là nhân sinh qua, còn khi mở mà mình tạo công đức rồi thì mình nhận điển thiên giống như nhiều luôn lắm, không phải một luôn, nam có nữ có, trăm quan có, các vị tướng có, các vị triều có, nhưng mà khi xuống là cho mình một nguồn thơ khác nhau. Khi em viết thơ cũng vậy, làm thơ lẹ lắm mà thơ khác nhau. Rồi em ngâm cho chị tặng chị bài thôi. Đừng ngại. Để bữa nào. Không, bây giờ em ngâm lại cái bài thơ thuộc lòng thôi. Em sẽ có một bài thơ đắc ý mà ngâm tặng chị ba đi. Vì chị biết em là em nói chung là khi một mình á. Tại bây giờ một mình thì làm bây giờ em mở mới mở căn, chị biết đâu chị mở cho em. Chị em ngâm được á, em ngâm được cái bài em thuộc đi thuộc lòng á. Tôi ngại. Không, em tại em ngại. Chứ thì thấy em có khả năng. Còn bà này thì bà có tâm linh hơn chứ bà không. Bà phải thơ bài chứ bà không có ra thơ bài được. Giờ tôi biết. Thơ bài là bà rất hay. Có thằng nhóc nó đang bệnh nặng. Nhóc ở nhà tự nhiên là nó bị nó băng, nó bị ngưng tim. Nên bây giờ là nó chưa có phục hồi được trí nhớ. Nó nhiều tuổi? 20. Tên họ? Con em hay là? Nguyễn Phúc Minh Nguyên. Sinh năm 2002, tuổi Nhâm Ngọ. Nó cũng nói chuyện được rồi phải không? Dạ chứ. Nó có biết không? Cái chương trình là nói nghe thấy biết chưa? Nó chưa có cái tri giác đó. Chưa phục hồi được. Cái này là do cái năng bệnh chứ không phải người ta làm. Cái chuyện nhắm mắt chuyện đấy. Do cũng như là nó đá rồi nó đi nó sốc. Nó bị sốc rồi cái cũng như là tim nó cũng có thể là bị nghẽn đứt và mạch máu trong. Cái này chỉ chờ cái tha lực trên cầu em bay, em có đặt bàn cầu ăn chưa? Nói chung là mình tập trung cái thời gian vừa rồi ở bệnh viện để lo cho nó nhiều quá. Trước là lo lắm. Bình. Sư cô để không nhờ để không được cô. Em là có căn sâu lắm. Em thấy rất là bình thường mà căn em rất cao. Về nghĩa là chị đi, có thể em cầu trong 3 bữa nó không có tốn gì nhiều hết, tức là thắp hương ở nhà, thắp đèn thắp tinh giống vậy nè, ba 6 cây, một cây để trên một cây, 3 cây để trên cái vỉa nè, 3 cây để lên thắp lên ngọn đèn thắp tinh rồi em cầu đèn, cho đèn. Đen cây tròn tròn mà thập tiết tròn tròn nhỏ nhỏ đó. Ở đây chị vẫn cúng cầu à. Rồi em cầu như vậy giùm chị đi trong 3 ngày. 3 ngày em mà nếu nó có cả vị giác cảm giác rồi thì bảo đảm em nó hết chất lượng. Còn nói em đừng sợ đừng buồn nha. Nếu 3 ngày nó không hết, nó không chết, nó nằm rất là lâu. Nó nằm rất là lâu. Cái chết không chết mà nó nằm lâu lắm. Tự mình cũng yêu vào cầu 3 ngày mà nó kìa có giảm giá là nó mở mắt được, thấy không? Rồi giống như nó dòm, nó nheo nheo nháy nháy được. Nói chung là nó mở mắt bình thường, nó mở mắt. Nhưng mà nó phải nheo nháy, nó phải trực tiếp nó nghe biết. Nó nghe được, nhưng mà nó chưa nói được.
nó có vị giác được. Ba ngày mà nó có vị giác là nó nghe biết được, như nước mắt nó rưng rưng nó chảy. Nó có vị giác được, bảo đảm em là nó bình thường lại được. Có, nhưng mà nếu mà nó không nghe tiếng hút xúc được thì tệ như là nó nằm vậy, nó không chịu, nó nằm rất là lâu. Có thể nó nằm như vậy, nói chắc em lo cỡ 6 tháng là chết chóc. Thì em về em nghe lời cậu, nghe lời chị cậu đi, vì em có tha lực của bề trên trong tiền kiếp quá khứ. Thì bây giờ mình phải hợp với thuốc, thuốc rồi mình hợp với tha lực, hai cái này hòa lại nó có thể vượt qua. Vì thấy cái cung mệnh tự nhiên tới số nó chưa tới. Nhưng mà nếu nó có mắt dòng, mắt ăn gì thì con không thấy, mà gọi là tai nạn của tiểu, vì chỉ biết tử vi. Nên tử vi của nó là tai nạn của nó, đáng lẽ là năm rồi nó dính rồi. Nhưng mà năm rồi nó vượt, mà nó qua năm nay thì nó cũng nhẹ. Nếu năm rồi nó dính, nó qua không nổi à. Em về em cứ là cầu gì cho chị ba đêm đi, em sẽ thấy. Chỉ thắp 7 cái đèn thôi, còn em có mua bông hoa trái cây gì tự nhiên. Rồi em mới nói con nè, tên nội vợ chồng xin đứng lên cầu với cha mẹ bề trên và Đức Như Lai Phật Tổ. Và em thấy ông địa có đôi khi là em cúng, mà cúng địa vậy thì nó trở lại nó là người khác không chừng, mà nó là một đứa con mang không chừng. Bây giờ em cầu có đôi khi bây giờ nó nằm vậy, mà khi em cầu đủ là cái linh hồn của người khác nhập, nó có đạo đức giống như em. Vì chị vừa kể cái lưu tích tinh sáng đó, có thằng đó nó cũng chơi đề rồi đá gà, cha mẹ nó khổ. Rồi nói lại cậu xin á, mình kêu cậu một đêm 36 lại, ổng lại đêm 108. Mình kêu lại có 7 ngày, ổng lại cho 21 ngày. Rồi sao nó đi đêm nó nhậu về cái nó té xe. Nó té rồi vô nằm mười mấy ngày, cái nó tỉnh lại, cái nó ăn cây trường, cái nó đi làm thuốc nam. Nó không còn chơi nữa, mà đó là nó chơi đá gà là số 1 á. Nó đổi lại một linh hồn người khác. Con em cũng có thể khi mà có một cái chân quan của một linh hồn của một vị nào mà xuống người ta tiếp á, bây giờ nó còn sống chứ không phải nó là người chết. Nên khi có cái người cái lực ta tiếp nó vẫn biết hết à. Nó cũng biết gia đình như này, nhưng mà cái lực sống nó rất là cao. Giống như cô mà nói, có đôi khi người ta nói cô có cái chân linh của bà chú xứ đó. Lâu lâu bà nhập bà nói hùng cảm, bà nói thôi cô sợ. Rồi đôi khi á mà cô mà không nói rồi cô nằm chèm bẹp luôn, bà phạt à. Còn cô bình thường cô hiền khô à. Còn bà nói thì thôi, trời long đất lỡ mà cô sợ con cô mà bà tréo tay rồi bà đập tay rồi đó, là mấy đứa như tử mà gầy, mà dạy không được là bắt phạt. Còn em nghe lời cô đi, em có chân mạng, về làm y chang vậy. Ba bữa, nếu con bé có vị giác và khi nó gặp cha mẹ gì đó, nó tự mở mắt mà nó chảy nước mắt được là cứu được. Nó xúc động á, nó biết xúc động là nó cảm nhận được là cứu được. Bây giờ nó đeo với bệnh viện á, không tính là đem cái gì nhà. Không thẳng hả? Vì bệnh tim mới để cho bệnh viện nó nằm một thời gian. Cho nó điều tiết tới tim á. Rồi khi về nhà chỉ nếu anh tin nha. Là nó uống nước uống thuốc được không? Uống nước được. Là em cứ là bé ở đây chị không có cái quyển Quan Âm. Mà nó có cái bùa Quan Âm, chị nói nó chính chữ Quan Âm đó. Em cứ xin với Quan Âm hẳn rồi tám nước nhiễm mà cái nó bệnh đó, em chỉ cho uống lắm nước trong thôi. Em bỏ với cái đó là đức tin mà. Em bỏ cái đó, cái giác đó, cái chát đó, cái ngay cái tươi tim đó nè, em lấy cái xác lên. Em ra thì em đặt bệnh chạo lên. Trời, chị cứu biết bao nhiêu người ta nói chị bùa chú. Bảo đảm là chị ba mà giết cô không biết biết chưa. Cái này là của Quyền Trâm viết nào, của bà Bảy viết nào, của Nhí viết đó. Tôi chưa bao giờ biết viết một chữ, tại vì chị không có biết chữ gành. Đây là chính chữ Quan Âm. Rồi niệm câu 12 câu nguyện của Quan Âm á. Nguyện tầm thinh cứu khổ Quan Âm Như Lai đó, năng trừ nguy hiểm nguyện. Thì em nguyện tối nào khi rảnh em ngồi em nuôi con cũng được. Em díu rồi em niệm 12 câu nguyện Quan Âm, bảo đảm em tai qua mặt khỏi. Trừ ra người đó hết số, còn người đó còn cứu được, vẫn cứu được. Ở đây chị tin Quan Âm 100% luôn. Mà cái
cái quyển mà Quan Âm á, người ta nói chị bà quản lý bồ chú nói đó sai lầm, đó là chính chữ Quan Âm mà chị hồi xưa chị không có, mà bà Út á bà có cuốn hồi xưa bà đem lên rồi bà là lần đầu tiên bà bài, rồi chị mới coi theo đó chị thấy linh chị mới làm luôn, là chị Út mà tiếp nhà chị và cô á. Em biết không, uống cái nước trong lấy cái đó em đập đập em tha em gái mà đó là hàng tà ma trừ yêu quái quán âm năng Như Lai năng trừ quỷ tiễn quyền. Em cứ nguyện một câu rồi em vú ơi vú tha, có thể là qua rồi. Tại vì chị chào em.